nó giai đoạn muộn khi khi vào chẩn đoán. Mặc dù có nhiều tiến bộ đáng kể trong cái điều trị đa thức với nhiều liệu pháp phối hợp cho giai đoạn này, nhưng nhìn chung tỷ lệ sống còn ở giai đoạn bệnh tiến triển còn rất là thấp. Thì các liệu pháp được nghiên cứu trong điều trị ung thư phổi giai đoạn tiến triển với các thử nghiệm ngẫu nhiên bao gồm là hóa trị, liệu pháp nhắm đích, liệu pháp miễn dịch. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe và cùng thảo luận với các chuyên gia về chủ đề xung quanh cái điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn. Thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các báo cáo viên ngày hôm nay. Người đầu tiên xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Khôi, là trưởng khoa nội ung bướu nội phụ khoa phổi của bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Kế tiếp xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Ngọc Phượng, bác sĩ khoa nội phụ khoa phổi bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Thì cùng điều phối chương trình của chúng tôi, cùng với chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thịnh, là phó trưởng phòng chỉ đạo tuyến của bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong phần báo cáo, phần hội thảo chúng ta sẽ có hai bài báo cáo. Sau hai bài báo cáo chúng ta sẽ vô phần thảo luận. Thì thay mặt ban tổ chức chúng tôi rất cảm ơn các báo cáo viên, bác sĩ Huy Thịnh cùng đã nhận lời báo cáo như là điều phối chương trình. Cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã đến tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, và đặc biệt cảm ơn công ty Bia Pháp đã luôn hỗ trợ bệnh viện trong các công tác nghiên cứu khoa học, làm sao giúp cho các đồng nghiệp có nhiều kiến thức hơn, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Và xin chúc cho buổi sinh hoạt chuyên đề chúng ta được thành công rất là hữu ích và tốt đẹp. Xin bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên đề của chúng ta. Thì đầu tiên thì trân trọng kính mời bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi với bài trình bày đầu tiên là điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn xa hoặc di căn. Thì bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi có gần 30 năm kinh nghiệm trong làm việc trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi đã tham dự rất nhiều hội thảo trong và ngoài nước và có nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới điều trị nội khoa ung thư, trong đó rất nhiều đề tài về điều trị nội khoa ung thư phổi đã được đăng tải trong các tạp chí trong và ngoài nước. Hiện nay bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi đang là trưởng khoa nội phụ khoa phổi bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng mời bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi trình bày. Kính thưa chủ tọa, bác sĩ Võ Tuấn cùng tất cả các anh chị, các thầy cô, các đồng nghiệp. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ xin giới thiệu về liệu thức đa mô thức, cách điều trị đa mô thức trong điều trị ung thư phổi. Như vậy chúng ta đã biết rằng là để mà điều trị ung thư nói chung á, và điều trị ung thư phổi á, thì chúng ta có ba cái phương thức điều trị chủ yếu, đó là phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân. Trước kia thì trong thập niên 80, 90 thì chúng ta chỉ có một cái từ là hóa trị mà thôi, vì lúc đó quả thật là điều trị bằng thuốc á, thì chúng ta chỉ có một cái tác nhân là hóa trị. Nhưng mà bây giờ á, mọi thứ là đều khác rồi, tức là điều trị bằng thuốc không chỉ có hóa trị mà chúng ta còn có liệu pháp nhắm trúng đích, các thuốc chống sinh mặt rồi các thuốc miễn dịch. Cho nên á, người ta dùng cái từ là systemic therapy, tức là chúng tôi dịch ra là điều trị toàn thân. Như vậy chúng ta có ba cái phương thức điều trị chủ yếu, và việc đề cập đến cái điều trị đa mô thức đã được chúng ta nhớ rằng trong những thập niên 80, mà lúc mà thầy Nguyễn Chấn Hùng ra một cái sách á, thì cái bài ấn tượng nhất với bác sĩ của chúng tôi mới vào ngày đó điều trị đa mô thức, tức là mình lấy những phương thức ưu điểm của phương thức này để mà bù đắp cho những khuyết điểm của phương thức kia. Gọi là điều trị đa mô thức. Và bài này đã được thầy Vũ Văn Vũ và thầy Võ Đức Mẫn dạy rất là ấn tượng, và chúng tôi còn nhớ thuộc lòng đến bây giờ. Và bây giờ chúng tôi xin trình bày những khía cạnh và cơ bản, và sau đó mở rộng cái lý thuyết đó cho đến bây giờ như thế nào. Chúng ta biết là phẫu thuật á, là nó có ưu điểm rất là lớn, vì đó là một biện pháp điều trị tại chỗ mà không đả động đến toàn thân của cơ thể. Thứ hai đó là trong một thời gian rất là ngắn, trong vòng vài tiếng thôi, thì phẫu thuật viên có thể lấy giọt khối bướu đó và không để lại một cái bướu sót lại. Và thứ ba nữa là nó không bị kháng như là hóa trị hoặc là xạ trị. Đó là ưu điểm phẫu thuật. Cái khuyết điểm của phẫu thuật là có. Thứ nhất là giả sử như lúc mà chúng ta lấy khối bướu trên mắt thường đó, nhưng mà mặc dù đã được cắt rộng nhưng mà bướu đó lại lan tràn xung quanh hoặc là di căn vi thể, thì lúc đó cái lưỡi dao của chúng ta không thể kiểm soát được di căn xa. Đó là khuyết điểm thứ nhất.
Khuyết điểm thứ hai á, thì diễn viên phẫu thuật viên không thể nào mà về kỹ thuật á, có những khối bướu mà nó dính vào mạch máu lớn, những cơ quan quan trọng, cho nên không cho phép phẫu thuật viên có thể cắt một cách an toàn về khối bướu. Thứ ba nữa là khi mà mổ lấy được khối bướu đó thì thường là phải cắt rộng, và cắt rộng các cơ quan thì dĩ nhiên ảnh hưởng đến cấu trúc. Như vậy chúng ta có một cái biện pháp cũng điều trị tại chỗ. Nó có một số các ưu điểm mà phẫu thuật không có. Thí dụ như là cái phương pháp xạ trị á, thì chúng ta để khối bướu trong đó, dùng máy phóng xạ chiếu vào khối bướu có thể nhỏ lại và không ảnh hưởng đến cấu trúc xung quanh. Đó là cái ưu điểm của xạ trị so với phẫu thuật. Tuy nhiên thì nó xạ trị cũng mắc vào những cái khuyết điểm giống như phẫu thuật, tức là chúng ta không kiểm soát được di căn vi thể và có thể bị kháng. So với phẫu thuật thì rõ ràng là xạ trị dù tốt đến đâu thì cái tỷ lệ thành công của nó, tỷ lệ đáp ứng của nó là không bao giờ là 100%, và giả sử khối bướu nó có nhỏ lại thì cũng không nhỏ lại hoàn toàn. Như vậy thì phẫu thuật nó hơn xạ trị ở chỗ là có thể lấy chọn khối bướu. Bây giờ chúng ta đang qua qua đến điều trị toàn thân. Như vậy thì cái phương pháp tốt nhất để kiểm soát di căn xa, tất nhiên là chúng ta phải truyền những loại thuốc thuốc đó đi cho mạch máu được tuần hoàn, đi khắp cơ thể và có thể tiêu diệt được những cái tế bào ung thư rơi vãi vào trong mạch bạch huyết cũng như mạch máu. Và cái phương pháp này dĩ nhiên là ít ảnh hưởng đến cấu trúc chức năng của cơ quan, nhưng mà một cái vấn đề lớn là có thể bị kháng. Bây giờ chúng tôi muốn đề cập đến cái việc điều trị đa mô thức không phải là ở giai đoạn mà di căn xa hoặc tiến xa, mà ở giai đoạn sớm. Chúng ta đây là một cái liệu pháp gần đây đã có rất là nhiều thay đổi. Chúng ta biết rằng là sau khi một ung thư phổi giai đoạn sớm được phẫu thuật xong thì có một tỷ lệ rất là lớn bệnh nhân sau một thời gian á, thì tái phát. Như vậy á, cái thời gian từ lúc phẫu thuật cho đến khi tái phát á, thì người ta gọi là DFS, Disease Free Survival, tức là bệnh nhân sống trong tình trạng không có bệnh cho đến khi tái phát. Và khi tái phát thì chúng tôi sẽ điều trị bằng nhiều phương thức khác nhau và cuối cùng tử vong. Như vậy hai cái chỉ số mà đối với là giai đoạn sớm mà chúng ta phải quan tâm nhiều nhất đó là DFS, tức là thời gian cho đến khi bệnh tái phát, và OS, hoặc thời gian cho đến khi bệnh tử vong. Như vậy thì chỉ một mình phẫu thuật thôi thì không có đủ để cải thiện được những cái con số mà chúng ta mơ ước, tức là kéo dài DFS rất là dài hoặc là OS rất là dài. Như vậy thì chúng ta cần phải có những phối hợp. Như vậy thì nguy cơ của phẫu thuật á, nếu như phẫu thuật viên mổ ra thì chúng ta thấy thì một cái phương pháp mổ mà chính quy á, thì thường là lấy rất là nhiều mẫu, trong đó cái diện cắt của phổi đó người ta cắt một thùy, nhưng mà diện cắt đó phải được đem ra thử coi coi có dương tính hay không, tức là có tế bào ung thư hay không. Nếu dương tính thì chúng ta phối hợp với một biện pháp nữa là xạ trị sau mổ. Điều thứ hai là chúng ta sau khi mổ xong thì phẫu thuật viên sẽ đánh giá giai đoạn, thì chúng ta có những cái giai đoạn mà có nguy cơ cao di căn hoặc di căn xa thì lúc đó chúng ta cần phải điều trị toàn thân. Trước kia, tức là cách đây rất là lâu rồi, người ta đã áp dụng cái phương pháp mà điều trị đa mô thức gồm có phẫu thuật sau đó hóa trị, và sau này thì người ta có thể hóa trị tân hỗ trợ rồi phẫu thuật. Như vậy thì cái hóa trị tân hỗ trợ hoặc là hỗ trợ thì nó có ích lợi cho cái phương điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm, nhưng mà ích lợi đó không cao. Chúng tôi có thể tóm tắt là nó tăng thêm cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm khoảng 5%. Như vậy á, thì cái việc điều trị hỗ trợ cho ung thư phổi giai đoạn sớm là có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa đó chưa cao, cho nên gần đây người ta tiếp tục những thay đổi nữa. Chúng ta thấy rằng bây giờ đã thay đổi, sau khi phẫu thuật xong bệnh nhân được hóa trị, nhưng mà chưa hết, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng một loại thuốc miễn dịch mà chúng tôi biết tắt là ICI, tức là immune checkpoint inhibitor. Chúng ta đã thấy rằng là đến nay đã có hai cái nghiên cứu đã chứng tỏ trong là có lợi ích trong thực hành hàng ngày, thì chúng ta đã áp dụng ở bệnh viện ung bướu. Thí dụ như bệnh nhân phẫu thuật xong, hóa trị xong thì chúng ta có thể điều trị củng cố với lại một trong hai loại thuốc, đó là atezolizumab qua nghiên cứu Empower 010 và bemtrolizumab trong qua nghiên cứu Keynote 091. Lý do là các nghiên cứu này đã chứng tỏ rằng là chúng ta đã cải thiện được DFS, tức là kéo dài cái thời gian mà đến khi mà bệnh tái phát so với chỉ có hóa trị. Như vậy đó là một cái thành công thứ nhất.
Như vậy thì chúng tôi ghi lên đây những điều quan trọng mà lát nữa chúng ta sẽ có 8 điều quan trọng mà ghi nhận. Điều quan trọng thứ nhất là chúng ta nhờ điều trị đa mô thức với kết hợp và phẫu thuật, sau đó hóa trị, rồi sau đó dùng các cái thuốc miễn dịch thì chúng ta đã cải thiện được DMS so với thời trước rất là nhiều. Bây giờ chúng ta qua một cái cách điều trị thứ hai. Giả sử như bệnh nhân phẫu thuật xong, hóa trị xong và chúng tôi thử thì có đột biến EGFR thì làm gì? Thì cái nghiên cứu hiện giờ cho phép thực hành, các hướng dẫn cho phép là chúng ta điều trị một loại thuốc EGFR TKI, đó là osimertinib, với liệu trình là khoảng 3 năm nghiên cứu được bưng là Endora. Vì nghiên cứu này đã chứng minh cải thiện DFS so với chỉ hóa trị, vì không muốn trong bài này nặng nề thêm cho nên chúng tôi không nêu những biểu đồ mà để chứng minh, nhưng mà có thể nói vắn tắt để dễ hiểu như thế này. Nếu mà chúng ta phẫu thuật xong, hóa trị xong mà không có điều trị TKI thì cái tỷ lệ những bệnh nhân mà chưa có tái phát sau 5 năm sau 2 năm là 50%. Tuy nhiên nếu mà chúng ta phẫu thuật xong rồi hóa trị rồi điều trị bằng osimertinib thì tỷ lệ mà bệnh nhân chưa tái phát là trên 90%, và cái con số này tiếp tục có khoảng cách rất là xa, khoảng 40% sau 3 năm rồi sau 4 năm. Như vậy rõ ràng là chúng ta điều trị bằng osimertinib sau khi phẫu thuật rồi hóa trị, chúng ta sẽ giúp cho khoảng 40% bệnh nhân nó không tái phát so với lại những bệnh nhân mà chỉ có hóa trị mà không dùng TKI. Do đó cái osimertinib là bằng nghiên cứu EDRA đã được ghi nhận, và chúng ta sẽ thêm cái điều thứ hai, điều quan trọng trong điều trị đa mô thức trong giai đoạn sớm là từ nay chúng ta điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật với một loại EGFR TKI mang tên là osimertinib ở những bệnh nhân có EGFR dương tính, là vì có cải thiện được DFS. Chúng ta tiếp tục xem nữa thì chúng ta biết rằng là các cái driver, tức là các cái đột biến mà dẫn đường á, trong điều trị ung thư không chỉ có EGFR còn có ALK. Như vậy thì mới năm tháng 12 năm ngoái thì người ta đã phê duyệt cho một cái chỉ định na ná như là cái chỉ định của osimertinib, tức là bây giờ phẫu thuật viên phẫu thuật xong và chúng tôi sẽ hóa trị. Nhưng mà nếu mà những bệnh nhân này có ALK dương tính thì chúng tôi được quyền điều trị ALK TKI trong khoảng thời gian là 2 năm, và cái nghiên cứu được chứng minh đó là Alina và thuốc mà ALK TKI nó mang tên cụ thể là alectinib. Vì nghiên cứu này cải thiện, cho thấy cải thiện được DFS so với chỉ hóa trị, và cái mức độ cải thiện nó tương đương giống như là osimertinib mà chúng ta đã trình bày. Như vậy thì gần đây chúng ta đã thấy là đã có quá nhiều tiến bộ trong lĩnh vực mà điều trị hậu hỗ trợ, tức là phẫu thuật xong rồi chúng ta điều trị bằng phương pháp toàn thân. Bây giờ chúng ta ghi điều thứ ba, đó là chúng ta có thể điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật với một loại ALK TKI, đó là alectinib, ở những bệnh nhân ALK dương tính vì nó cải thiện được DFS. Như vậy một cái câu hỏi được đặt ra là neoadjuvant hay adjuvant, tức là chúng ta điều trị toàn thân trước phẫu thuật có được hay không, có tốt hơn là để một phẫu thuật xong rồi mới điều trị bằng hỗ trợ? Thì chúng tôi sẽ chứng minh điều này. Trên hình vẽ nó chia làm hai khu vực. Bên trái á, thì là những bệnh nhân mà đã mổ xong rồi mới điều trị bằng thuốc miễn dịch, thì chúng ta thấy rằng cái khuyết điểm của mổ xong rồi điều trị miễn dịch là chúng ta biết rằng điều trị miễn dịch là điều trị làm sao cho các cái tế bào và cầu tập trung và tiêu diệt khối bướu, thì người ta thấy rằng sau khi mổ xong lấy khối bướu đi thì những cái tế bào ung thư còn sót lại quá ít, cho nên nó thu hút các cái tế bào miễn dịch, tức là tế bào và cầu của đó ít hơn. Như vậy về mặt lý thuyết chúng ta nhìn sang là nếu mà điều trị hậu hỗ trợ thì điều trị bằng miễn dịch á, nó có vẻ như là góp phần ít ỏi trong cái việc điều trị hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta điều trị tân hỗ trợ trong cái hướng bên phải á, thì chúng ta thấy là lúc đó khối bướu nó còn rất là lớn, cho nên á, cái cách điều trị miễn dịch của chúng ta thu hút rất là nhiều bạch cầu. Chúng ta bạch cầu là những cái hình màu xanh màu đỏ, và trong đó thu hút vào cái quanh khối bướu nhiều hơn. Và như vậy á, thì cái hiệu quả của điều trị miễn dịch có vẻ về mặt lý thuyết cho những bệnh nhân mà điều trị tân hỗ trợ thì nó tốt hơn hỗ trợ. Như vậy thì về mặt lý thuyết tân hỗ trợ á, thì có vẻ tốt hơn hậu hỗ trợ, đó là về lý thuyết. Như vậy về thực hành thì sao? Chúng tôi xin chiếu lên hình ảnh như sau.
Thứ nhất về mặt lý thuyết thì người ta người ta kê ra những cái lý thuyết mà có thể tốt hơn nếu mà chúng ta điều trị tân hỗ trợ, tức là trước mổ. Thứ nhất là chúng ta có thể tấn công ngày càng rất là sớm, ngộ di căn xa vi thể. Thứ hai là bệnh nhân tuân thủ và điều trị tốt hơn. Thứ ba nữa là có thể hạ thấp giai đoạn của bệnh nhân trước mổ. Thứ tư là sau khi mổ thì người ta thống kê lại thì ta thấy là nếu mà tân hỗ trợ thì tỷ lệ những bệnh nhân mà chắc không còn chịu bú tốt hơn, và cái cuộc mổ đó ít tai biến hơn. Ngoài ra còn có những cái ưu điểm của hóa trị điều trị tân hỗ trợ, tức là chúng ta có thể biết được là cái hiệu quả của tân hỗ trợ nó tốt hay là xấu, và cho phép chúng ta sau khi tân hỗ trợ lấy khối bướu đó để mà xét nghiệm sinh học để biết được, rút ra kinh nghiệm về điều trị toàn thân. Bên phải á, là chúng ta có hai cái nghiên cứu mà làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên, đó là nghiên cứu Nadim và nghiên cứu CM CheckMate 8016. Chúng ta thấy thì nghiên cứu Nadim sử dụng một loại thuốc là điều trị miễn dịch, đó là nivolumab, để điều trị tân hỗ trợ, và chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân á, mà đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh, tức là sau khi phẫu thuật viên lấy khối bướu ra ra lấy khái quát thủy phổi thì người ta xét nghiệm ra thì người ta thấy không còn một tế bào bướu gì hết, thì người ta viết tắt của chữ PCR, tức là pathologic complete response, tức là đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh. Thì trong 96 những bệnh nhân mà được ghi nhận là đáp ứng hoàn toàn về giải phẫu bệnh, nhưng mà về hình ảnh thì mới được xem là stable hoặc là partial, tức là đáp ứng một phần. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái phương pháp đánh giá bằng RECIST á, tức là dựa trên hình ảnh á, nó chưa hẳn là chính xác. Lý do là vì sau khi chúng tôi điều trị tân hỗ trợ với thì lý do lại là vì lúc đó bạch cầu xâm nhập vào khối bướu quá nhiều và nó tiêu diệt được tế bào bướu, tức là trong khối bướu đó tuy là kích thước giả sử trước khi điều trị là 6 cm, sau khi điều trị 6 cm, nhưng mà sau khi xét nghiệm ra thì cái 6 cm đó toàn là những tế bào bạch cầu. Đó là lý do mà tại sao mà điều trị tân hỗ trợ với điều trị miễn dịch á, với phương pháp miễn dịch thì khối bướu nó không có nhỏ lại. Và đây là một cái điều mà chứng tỏ rằng là chúng ta đã đạt được kết quả điều trị đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh. Điều đó nó có giá trị hơn là đáp ứng hoàn toàn về mặt hình ảnh học. Nghiên cứu CheckMate 816 cũng cho cái ghi nhận tương tự. Như vậy thì nếu mà một bệnh nhân á, mà mổ xong tân hỗ trợ với điều trị miễn dịch xong rồi, chúng tôi mổ xong rồi xét nghiệm thấy sạch bướu, tức là PCR, tức là sạch tế bào bướu trên cái vi thể, thì điều đó có lợi như thế nào? Thì chúng ta coi cái biểu đồ Kaplan-Meier ở trên cái đỉnh á, thì chúng ta thấy rằng là cái nhánh trên á, cái nhánh mà song song chụp hoàng á, là cái nhánh nhìn trên mà là đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh, thì chúng ta thấy rằng sau 12 tháng á, thì vẫn còn 96% bệnh nhân chưa tái phát. Sau 24 tháng á, vẫn còn 96% bệnh nhân chưa có tái phát. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân không đạt đến cái mức độ mà đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh á, thì chúng ta thấy cái nhánh đường cong ở dưới á, tức là sau 12 tháng thì 65%, chỉ có 65% bệnh nhân chưa có tái phát, và sau 24 tháng thì chỉ có 47% bệnh nhân chưa có tái phát. Như vậy cái giá trị của việc mà điều trị mà làm sạch về mặt giải phẫu bệnh á, rất là lớn. Và xin thưa rằng là nếu mà chúng ta áp dụng hóa trị mà để trông chờ đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh á, thì tỷ lệ đó có 2% mà thôi. Còn nếu mà chúng ta kết hợp hóa trị với miễn dịch á, thì tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh là PCR đó là 30% trở lên. Cho nên cái giá trị của phương pháp điều trị tân hỗ trợ hiện nay được được ca tụng rất là nhiều, và đó là một cái tiềm năng trong tương lai mà chúng ta gần như là có thể áp dụng ở bệnh viện chúng ta. Ngoài cái yếu tố mà đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh, thì chúng ta coi cái biểu đồ ở bên trái á, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta lấy trong máu mà xem tế bào DNA của tế bào bướu á, nó không có trong máu á, thì những bệnh nhân như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái đường Kaplan-Meier đó là đường màu xanh á, nó song song với chụp phần, chứng tỏ rằng cái xác suất tái phát trong tương lai rất là thấp. Còn những bệnh nhân mà lấy trong máu sau khi mổ đó mà có những cái DNA rơi vãi của tế bào bướu á,
thì đường cấp lên bây giờ bắt đầu đi xuống, cho thấy rằng là chúng ta có hai cái yếu tố mà tiên lượng cho bệnh nhân về mặt tái phát trong tương lai, đó là yếu tố mà đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh. Thứ hai là chúng ta lấy trong máu mà thấy sạch DNA. Biểu đồ cũng này cũng chứng tỏ rằng là nếu mà chúng ta điều trị bằng hóa trị kết hợp với miễn dịch thì chúng ta sẽ đạt được cái tỷ lệ PCR, tức là đáp ứng hoàn toàn về mặt giải phẫu bệnh, lên đến 30% so với hóa trị thì chỉ có 2% mà thôi. Như vậy thì chúng ta khuyến khích cái việc điều trị tân hỗ trợ. Nhưng mà rất ít ở Việt Nam á, thì chúng ta chưa có một loại thuốc mà rất là hiệu quả để điều trị tân hỗ trợ, đó là nivolumab. Cái nghiên cứu chứng minh là CheckMate 816. Như vậy thì chúng ta có thêm một cái thực hành nữa là chúng ta hóa trị cộng với lại miễn dịch tân hỗ trợ, sau đó rồi phẫu thuật, thì nó cải thiện được EFS so với chỉ có hóa trị. Đến đây thì chúng ta bắt đầu nhìn trên cái sơ đồ này á, nếu mà ai có cái óc mà muốn phát minh á, thì người ta sẽ thắc mắc ngay là tại sao chúng ta không có điều trị vừa tân hỗ trợ vừa hậu hỗ trợ, tức là nếu như là hậu hỗ trợ cũng tốt, tân hỗ trợ tốt, thì tại sao chúng ta không có điều trị vừa tân vừa hậu hỗ trợ? Xin thưa rằng có, gần đây chúng ta đã có những cái phương pháp điều trị vừa tân vừa hậu hỗ trợ, tức là người ta dịch từ tiếng Anh là perioperative, tức là quanh quanh phẫu thuật trước và sau. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể điều trị bằng hóa trị cộng với miễn dịch rồi đi phẫu thuật, phẫu thuật xong là chúng ta tiếp tục là điều trị miễn dịch nữa, thì chúng ta hiện nay đã có đến ba cái nghiên cứu để chứng minh cái hiệu quả của nó về mặt EFS, đó là nivolumab qua nghiên cứu CheckMate 77T, pembrolizumab qua nghiên cứu KEYNOTE 671 và durvalumab qua nghiên cứu ESCENT. Như vậy thì chúng tôi đã sửa cái hướng dẫn điều trị của khoa của chúng tôi theo cái hướng như thế này, chỉ trừ cái CheckMate 816 là chúng tôi chưa có đưa vào cái hướng dẫn điều trị của khoa chúng tôi, bởi vì lý do là nivolumab không có thị trường Việt Nam. Như vậy chúng ta đã thấy được là các bạn điều trị đa mô thức đã giúp cho bệnh nhân rất là nhiều, và chúng ta đã có rất là nhiều cái tiến bộ kể từ khi trước kia kia thì chúng ta chỉ có điều trị hóa trị hỗ trợ hoặc là hóa trị tân hỗ trợ mà thôi. Như vậy điều thứ sáu mà chúng tôi muốn ghi vào trong đây là điều trị tân hậu hỗ trợ với hóa trị cộng với miễn dịch trước mổ, rồi đi mổ, mổ xong rồi điều trị miễn dịch sau mổ để cải thiện EFS so với chỉ hóa trị. Đó là điều thứ sáu mà chúng tôi ghi nhận. Bây giờ chúng tôi chuyển sang một cái giai đoạn khác, đó là giai đoạn lưng chừng á, giai đoạn 3, chưa có phải là di căn xa, mà giai đoạn 3 này á, thì lại là không mổ được. Thì chúng ta có điều trị đa mô thức hay không? Xin thưa rằng là ngày xưa thì chúng ta áp dụng một trong hai phương pháp, tức là hóa hóa xạ tuần tự, tức là chúng ta hóa trị trước rồi mới phục xạ trị sau, hoặc là chúng ta gom lại hai cái bước phải cùng một thời điểm, tức là vừa hóa vừa xạ đồng thời. Nhưng mà gần đây thì chúng ta đã có thay đổi, tức là người ta hóa xạ đồng thời xong rồi người ta điều trị bằng các thuốc miễn dịch để mà củng cố với thời gian là 2 năm. Thì chúng ta biết rằng cái nghiên cứu Pacific đã chứng tỏ được điều này, tức là chúng ta điều trị bằng durvalumab củng cố sau hóa trị. Xin có lưu ý có một cái dòng sai đó, pembrolizumab KEYNOTE 091 là không không có đúng. Chúng ta chỉ có một cái dòng là chúng ta có thể điều trị bằng durvalumab sau khi hóa xạ đồng thời. Như vậy chúng ta có thể ghi thêm cái điều thứ bảy trong những điều quan trọng sau đây, tức là điều trị củng cố với durvalumab sau hóa xạ đồng thời ở những bệnh nhân giai đoạn 3 không mổ được thì nó cải thiện được PFS so với chỉ có hóa xạ đồng thời. Bây giờ chúng ta qua một cái chương cuối cùng, đó là điều trị đa mô thức trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 4. Biết là ngày xưa đó, chúng ta giai đoạn thì chúng ta điều trị một trong những phương thức mà chúng ta nêu trên bảng, đó là hóa trị, hoặc là chúng ta điều trị riêng rẽ bằng EGFR TKI, hoặc là điều trị bằng ALK TKI, hoặc là điều trị bằng miễn dịch. Tuy nhiên gần đây á, thì người ta thấy rằng là tất cả những cái biện pháp mà nêu trên á, thì là rất là tốt, cho nên có thể kết hợp với nhau để mà tạo một cái chuyển biến gọi là hiệp đồng hay không.
được khoảng 3-4 năm rồi á, tức là thay vì chúng ta hóa trị hoặc chúng ta điều trị bằng miễn dịch thì chúng ta kết hợp cả hai cái phương thức này trong một cái bước điều trị, tức là vừa hóa trị cộng thêm với lại thuốc miễn dịch. Chúng ta đã được chứng minh trong thực tế bằng những nghiên cứu như là pembrolizumab kết hợp với hóa trị qua hai nghiên cứu Keynote 189 với là Keynote 407, hoặc là chúng ta kết hợp atezolizumab với hóa trị cộng sinh học theo cái nghiên cứu Empower 150. Như vậy thì rõ ràng đến đây thì chúng ta đã có phối hợp nhiều phương thức nhau. Đến đây thì các anh chị sẽ thắc mắc là như vậy thì hai cái phương thức mà chúng ta bàn hồi nãy đó là xạ trị với lại phẫu thuật có trong giai đoạn 4 hay không, thì xin thưa rằng là có. Gần đây thì chúng ta thấy rằng là những nghiên cứu tuy là chưa được cái hướng dẫn điều trị nhưng mà đã có tiềm năng rất là lớn. Thí dụ như chúng ta thường thắc mắc là khi mà điều trị bằng TKI á, thì khối bướu nó nhỏ lại thấy rất là rõ rệt nhưng mà không có biến mất. Giả sử có một khối bướu khởi đầu là 10 cm, sau khi điều trị bằng osimertinib nó nhỏ lại còn 4 cm và chúng ta tiếp tục điều trị nữa thì khối bướu 4 cm nó không nhỏ lại. Cho nên điều đó kích thích các cái nhà nghiên cứu á, là tìm cách là phối hợp với bên phẫu thuật, người ta lấy đi cái bướu còn sót lại á, thử xem cái tương lai của những người như vậy có tốt hơn là cứ để đó mà điều trị tiếp bằng osimertinib hay không. Thì những nghiên cứu bước đầu á, cho thấy rằng là nếu mà chúng ta phối hợp với phẫu thuật trong những tình huống như vậy á, thì kéo dài được cái thời gian sống còn không bằng tiến triển của bệnh nhân rất là dài và có thể kéo dài được cái sống còn toàn bộ của bệnh nhân. Và chúng ta thường thấy là cái việc kết hợp của những bệnh nhân mà có di căn não bằng phương pháp xạ trị hoặc là di căn cột sống bằng phương pháp xạ trị đối với lại khoa nội với lại khoa xạ là việc làm mà chúng tôi thường làm thường xuyên. Như vậy thì chúng ta có thể tổng kết cái bài nói hôm nay bằng cái hình mà chúng tôi nêu ra những điều quan trọng là giai đoạn sớm, giai đoạn 3 không mổ được, đó là những cái thay đổi lớn trong điều trị đa mô thức, và chúng tôi mới nêu một phần nhỏ trong điều trị đa mô thức trong cái giai đoạn 4. Phần trình bày của tôi đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị. Để tiếp tục chương trình hôm nay thì mời bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng giới thiệu một cái ca lâm sàng trong điều trị đa mô thức ung thư phổi không tế bào nhỏ và đặc biệt bằng một bài thuốc hóa trị. Nhưng mà hồi đó giờ chúng ta biết rằng hóa trị thì chỉ đưa vào đường tĩnh mạch, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ chứng kiến một loại hóa trị mà bằng đường uống. Xin mời bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng. Vậy thì kính thưa bác sĩ Nguyễn Thôi, trưởng khoa nội phụ khoa phổi, thì sau bài trình bày rất là chi tiết đầy đủ từ giai đoạn sớm, giai đoạn 3, giai đoạn 4, thì sau đây xin chia sẻ một cái ca lâm sàng về điều trị đa mô thức với hóa trị đường uống trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì hành chánh là bệnh nhân Nguyễn Đoàn V, sinh năm 1950, địa chỉ là ở Long An, ngày nhập viện là ngày 3 tháng 4 năm 2023. Lý do nhập viện là ho khan. Thì bệnh sử là bệnh 2 tháng thì bệnh nhân ho khan kèm với đau miễn cực phải. Thì bệnh nhân khám trung tâm medic CT scan là được theo dõi ca phổi, và sau đó bệnh nhân được khám và nhập viện bệnh viện ung bú. Tiền căn bệnh nhân là có hút thuốc lá 40 gói năm và có tăng huyết áp thì đang điều trị. Bệnh khám lâm sàng thì bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy, BS2. Bệnh nhân có ho khan, đau ngực, khó thở khi gắng sức. Hiện tại thì không có buồn nôn hay là nôn ói. Siêu âm cổ thì không có phát hiện hạch cổ hai bên, siêu âm bụng bình thường, em ra sàn não thì cũng bình thường, và cả hình xương thì bệnh nhân có di căn xương nhiều nơi. Bệnh nhân được chụp CT scan thì có u thì trên phổi phải, kích thước khoảng 3x5 cm, có xâm lấn màng phổi và có di căn xương. Giải phẫu bệnh, bệnh nhân được sinh thiết bú thì giải phẫu bệnh là carcinoma tuyến rách 2, và như thường quy ở bệnh viện ung bú chúng ta thì chúng ta sẽ được làm những cái driver cho bệnh nhân, thì bệnh nhân có EGFR âm tính, ALK âm tính và có bộc lộ miễn dịch PD-L1 là khoảng 40%. Như vậy thì chẩn đoán ca lâm sàng này, bệnh nhân nam 70 tuổi, được chẩn đoán là ung thư phổi phải giai đoạn 4, di căn xương, trên nền tăng huyết áp đang điều trị, với giải phẫu bệnh là carcinoma tuyến rách 2, có EGFR âm tính, ALK âm tính và PD-L1 40%. Xin nhắc lời bác sĩ Phượng tí xíu, tại vì bác sĩ Phượng nói hơi nhanh á, cho rằng tại vì đây có mấy em sinh viên á, cho rằng mấy em thấy là bác sĩ Phượng đưa ra một cái ca mà chẩn đoán rất là chuyên nghiệp đúng không?
Một chẩn đoán ung thư phổi á, nó bao gồm là chẩn đoán giai đoạn, các em thấy không? Giai đoạn vậy thấy đó, giai đoạn là giai đoạn 4, đó là chẩn đoán thứ nhất. Chẩn đoán thứ hai là phải dựa vào chẩn đoán giai đoạn rồi á, thì bây giờ phải dựa xem chẩn đoán phân tử và giải phẫu bệnh nó là gì. Thì chúng ta biết rằng là ung thư phổi nó gồm có hai nhánh lớn là carcinoma tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ. Và không tế bào nhỏ thì có hai cái nhánh lớn, đó là carcinoma tuyến và carcinoma tế bào vảy. Thì bác sĩ Phượng nó cũng đã làm rõ ra là giải phẫu bệnh thuộc loại carcinoma tuyến. Nhưng mà tiến bộ gần đây nhất á, là chúng ta chưa hết, chúng ta coi sinh học phân tử nó là gì. Thì chúng ta thấy rằng là hai cái biến đổi gen lớn á, mà trong ung thư phổi quan tâm đó là gì? EGFA với ALK, rồi nó hướng dẫn cho mình điều trị nhắm chúng rích. Còn một cái yếu tố sinh học nữa đó là PD-L1 nó xuất hiện trên màng tế bào ung thư á, thì cái yếu tố đó cũng được cân nhắc để điều trị miễn dịch. Cho nên bác sĩ Phượng đã cho thấy rằng là chúng ta có một cái yếu tố là PD-L1 ở mức độ mà trung bình, tức là khoảng 40%, tức là điểm dưới trung bình á. À, như vậy thì chẩn đoán một cái ca ung thư phổi á, thì phải làm rõ như vậy: chẩn đoán giai đoạn nè, chẩn đoán giải phẫu bệnh và chẩn đoán mức độ mà biểu hiện sinh học. À, thì mời bác sĩ Phương tiếp. Nếu mà bác sĩ Khôi thì như vậy thì chẩn đoán là bệnh nhân được chẩn đoán là một cái ung thư phổi giai đoạn 4 thì lựa chọn điều trị cho bệnh nhân này như thế nào? Thì đây là dựa theo hướng dẫn điều trị của tại khoa nội khoa phổi. Thì đối với bệnh nhân ung thư phổi không tế bào vảy và bệnh nhân có driver, nếu như những trường hợp bệnh nhân có driver dương tính như là EGFA hoặc là ALK á, thì bệnh nhân sẽ được điều trị với lại thuốc TKI. Còn nếu như bệnh nhân driver âm tính như trường hợp này và có nếu như mà PD-L1 trên 50% ở mức cao thì bệnh nhân có thể là đơn trị với miễn dịch hoặc là miễn dịch với hóa trị. Còn trường hợp bệnh nhân này là có PD-L1 40%, tức là ở nó mức dưới 50%, thì bệnh nhân sẽ có những cái chọn lựa như là kết hợp ICI với hóa trị hoặc là kết hợp miễn dịch hóa trị, hoặc là bệnh nhân chỉ được hóa trị thôi, thì nó sẽ tùy vô là những cái điều kiện của bệnh nhân. Như vậy lựa chọn điều trị cho bệnh nhân này thì chúng ta sẽ cân nhắc xem là hóa trị miễn dịch hay là sẽ hóa trị miễn dịch và có thêm thuốc bevacizumab hay là chỉ có hóa trị đơn thuần. Thì dựa trên những cái hướng dẫn như thế nào mà chúng ta có được cái hướng dẫn điều trị của tại khoa thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua một số cái nghiên cứu. Thì đây là nghiên cứu KEYNOTE-189, đây là nghiên cứu về điều trị bước 1 phối hợp giữa bên bevacizumab với hóa trị trên bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ và không tế bào vảy. Tiêu chuẩn chọn bệnh ở đây là ung thư phổi không tế bào nhỏ, không tế bào vảy giai đoạn 4 và chưa được điều trị toàn thân trước đó, và bệnh nhân phải là không có đột biến EGFA hay là không có tái xuất ALK. Bệnh nhân sẽ được phân ngẫu nhiên làm hai nhánh dựa trên những cái yếu tố phân tầng như là video quan hoặc là nhóm tiền sử hút thuốc hoặc là tin, thì chia ngẫu nhiên làm hai nhánh. Thì một nhánh đó là sử dụng kết hợp giữa bevacizumab với phác đồ bốn chu kỳ, sau đó thì bệnh nhân sẽ được duy trì bevacizumab với lại bemetrexed cho đến khi độc tính không dung nạp được hoặc là cho đủ 2 năm tùy điều kiện nào đến trước. Còn nhánh còn lại là bệnh nhân chỉ được dùng placebo với lại hóa trị dựa trên bemetrexed và platinum, cũng là 4 chu kỳ, sau đó sẽ được duy trì bemetrexed cho đến đủ 2 năm hoặc là bệnh tiến triển. Thì kết quả của cái nghiên cứu này thì chúng ta con số chúng thấy phần nhóm PD-L1 dưới 50% thôi. Thì cái BFS của cái nghiên cứu KEYNOTE-189 cho chúng ta cái BFS ở nhánh mà Bembro kết hợp với hóa trị là nó khoảng 9,4 tháng, nó khoảng 9,4 tháng so với cái nhánh mà chỉ có hóa trị đơn thuần á thì nó là khoảng 4,9 tháng. Như vậy là có cải thiện rõ rệt về cái sống còn không bệnh ở cái phần nhóm mà PD-L1 dưới 50%. Còn về cái OS thì như thế nào thì chúng ta có thể thấy được là cái OS cái nhánh rồi còn cái hóa trị nó lên 21,8 tháng so với cái nhánh còn lại chỉ có hóa trị thường là khoảng 12 tháng. Như vậy là cái nó 189 đã cho chúng ta thấy là sự kết hợp giữa Bemro với hóa trị có cải thiện cả về BFS và OS so với chỉ có hóa trị thường. Và cái lợi ích này nó có duy trì hay không thì lợi ích này cho đến thời điểm 5 năm thì nó cho chúng ta thấy được là nó kéo dài cái OS bất kể cái bộc lộ PD-L1 và cái phân nhóm mà chúng ta quan tâm là PD-L1 từ 1 đến 49 năm đó. Thì tỷ lệ sống còn 5 năm đó, thì nó lên đến 19,8%. À, xin nhắc lại bác sĩ Phượng tí xíu để giải thích cái này cho nó rõ hơn. Các em sinh viên chú ý đến cái biểu đồ này, nó có chụp khoành với chụp rung. Thì các em chú ý đến chụp khoành là gì? Chụp khoành là chụp thời gian, chúng ta thấy cột mốc là 0, 12, 24, tức là tháng, 36 tháng. À, và chụp
chuột tung á là OS, tức là cái số phần trăm bệnh nhân còn sống á. OS là overall survival. Chúng ta thử coi coi bắt cái thời điểm 12 tháng rồi giống cái đường vuông góc của chụp hoành thì nó sẽ cắt hai đường cong ở hai thời điểm khác nhau. Cắt đường cong màu xanh á ở một cái vị trí là ở chụp tung á, tung độ là 69,8%, nghĩa là sau 12 tháng nếu mà bệnh nhân đi theo cái nhánh màu xanh á, tức là nhánh mà hóa dị kết hợp với lại miễn dịch á, thì là có 70% bệnh nhân vẫn còn sống. Còn cái nhánh màu tím á, nhánh màu đỏ tím á, thì là thì cái lợi SPFS nó cũng duy trì bất kể mức độ bộc lộ PD-L1. Và chúng ta sẽ cùng nhìn qua một cái nghiên cứu khác cũng kết hợp giữa hóa trị miễn dịch và có thêm tác nhân kháng sinh mạch. Thì đây là nghiên cứu Empower 150, cũng là lấy bệnh bệnh giai đoạn 4 và bệnh không tế bào nhỏ, không tế bào vẩy. Bệnh nhân chia ngẫu nhiên là ba nhánh, một nhánh là sử dụng atezolizumab kết hợp với phác đồ hóa trị là paclitaxel carboplatin, một nhánh thứ hai sau đó bệnh nhân sẽ được duy trì atezolizumab, một cái nhánh thứ hai là sử dụng phác đồ kết hợp atezolizumab với hóa trị paclitaxel carboplatin và có thêm bevacizumab, sau đó bệnh nhân sẽ được duy trì với atezolizumab và bevacizumab, đây là nhánh ACBB, và một nhánh còn lại nữa là kết hợp giữa hóa trị paclitaxel carboplatin và bevacizumab, sau đó bệnh nhân sẽ được duy trì bevacizumab, đây là nhánh BCB. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái mà bộ bốn thuốc ABCB thì nó cho chúng ta cái sống còn không bệnh tiến triển là khoảng 8,3 tháng, so với cái nhánh còn lại là nhánh BCB là khoảng 6,8 tháng. Còn cái thời gian sống còn toàn bộ thì nó đạt được khoảng 12 tháng, so với cái nhánh bộ ba thuốc là chỉ khoảng 14,7 tháng. Và hai cái cải thiện về cả OS và PFS này thì đều có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì thêm atezolizumab vào phác đồ hóa trị paclitaxel carboplatin và bevacizumab đã giúp cải thiện sống còn không bệnh cũng như là sống còn toàn bộ so với cái nhóm còn lại. Và chúng ta thấy là hai cái nghiên cứu vừa nãy thì cho chúng ta thấy là sự kết hợp giữa hóa trị cùng với miễn dịch thì có cải thiện so với hóa trị, nhưng mà miễn dịch thì thật ra thời điểm này thì cũng không phải phần đông bệnh nhân có tiếp cận được. Như vậy thì nếu như mà chỉ có hóa trị cộng với bevacizumab thì có cải thiện so với hóa trị hay không, thì chúng ta có thể thấy được là cái nghiên cứu ACOG 4599 nó đã cho chúng ta thấy được là cái tỷ lệ đáp ứng, cả cái tỷ lệ đáp ứng của cái nhánh kết hợp giữa hóa trị với bevacizumab là lên đến 35%. So với cái nhánh hóa trị chuẩn thì chỉ có khoảng 15%, cải thiện cả tỷ lệ BFS và sống còn toàn bộ BFS của cái nhánh kết hợp hóa trị với bevacizumab là khoảng 6,2 tháng, so với cái nhóm hóa trị thì chỉ khoảng 4,5 tháng. Như vậy sự kết hợp của ba thuốc cũng cải thiện cả BFS và OS so với hóa trị. Như vậy thì từ đầu đến giờ thì chúng ta thấy được cái tác nhân hóa trị mà chúng ta hay gặp đó là paclitaxel carboplatin. Như vậy thì bên cạnh cái phác đồ bộ đôi hai thuốc là paclitaxel carboplatin thì còn những cái tác nhân hóa trị khác thì như thế nào? Thì cái nghiên cứu ECOG 1594 là một cái nghiên cứu nền tảng để so sánh giữa các phác đồ hóa trị. Chúng ta có thể thấy được là cũng những tác nhân quen thuộc như là paclitaxel cisplatin hoặc là một cái nhánh là gemcitabine cisplatin, nhánh còn lại là docetaxel cisplatin và cái nhánh mà chúng ta hay gặp là paclitaxel và carboplatin. Thì chúng ta sẽ cùng xem là bốn cái phác đồ hóa trị này hiệu quả và độc tính nó như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy được là bốn đường biểu diễn của bốn
kết quả nó gần như là chồng vào nhau, thì tỷ lệ đáp ứng của cả bốn phác đồ này á, bốn bộ đôi này á, thì đều dao động đâu đó khoảng 20%, và cái tỷ lệ đáp ứng thì và cái sống còn toàn bộ của bệnh nhân thì cũng đâu đó dao động là dưới 1 năm. Và từ đầu thì chúng ta đã nhắc đến vinorelbine như là một cái tác nhân hóa trị đường uống, như vậy thì nó có so sánh được với những cái phác đồ hóa trị chuẩn mà chúng ta vừa trình bày qua cái nghiên cứu trước đó hay không, thì chúng ta thấy lượng Navotriol thì chỉ là một nghiên cứu quốc tế ngẫu nhiên pha 2 thôi, nhưng mà nó tuyển là bệnh ung thư phổi không tế bào vẩy và giai đoạn 3-4 thì chưa hóa trị trước đó. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên làm hai nhánh, một nhánh là sử dụng cisplatin và bemetrexed, và nhánh còn lại là cái nhánh cisplatin và nhánh vinorelbine. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được duy trì với bemetrexed hoặc là với vinorelbine. Bệnh chúng ta sẽ cùng xem là hiệu quả của cái nghiên cứu này như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy được là tỷ lệ kiểm soát bệnh của nhánh mà vinorelbine cộng với platin đó, thì nó khoảng 75%, thì nó cũng tương tự như là cái nhánh mà bemetrexed cộng với platin. Cái tỷ lệ đáp ứng thì cũng tương tự như cái nghiên cứu trước mà chúng ta thấy, thì khi mà kết hợp hóa trị bộ đôi thì nó dao động khoảng hơn 20%. Và cái tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển ở cái nhóm mà kết hợp giữa platin với lại vinorelbine và cái nhóm mà bemetrexed với platinum ấy, thì gần như tương đương giữa hai nhánh, thì chúng ta có thể thấy được là hai cái đường biểu diễn của BFS cũng như là cái OS thì gần như là nó chồng lên nhau. Như vậy thì có thể kết luận được là cái hiệu quả của cái nhóm vinorelbine kết hợp với platinum tương tự như là ở nhóm bemetrexed và nhóm platinum cả về BFS và OS. Đây là một cái nghiên cứu khác cho chúng ta có thể so sánh được sự kết hợp giữa vinorelbine và platin so với cái nhóm hóa trị trước đó mà chúng ta được thấy trong nghiên cứu ECOG 4599, đó là docetaxel và cisplatin, thì cũng cho chúng ta cái tỷ lệ đáp ứng đâu đó khoảng 27% và cái trung viện sống còn thì đâu đó khoảng 9 đến 10 tháng. Và đặc biệt là ở cái phân nhóm mà carcinoma tuyến như là chúng ta thấy được đó, thì chúng ta có thể thấy được đó là cái trung vị sống còn nó có cải thiện nó khoảng 11,7 tháng so với các cái nhánh còn lại. Như vậy đó là cái sự kết hợp giữa vinorelbine và cisplatin này đó, thì nó có cải thiện BFS, OS và đặc biệt là ở cái phân nhóm mà carcinoma tuyến thì hiệu quả nó cải thiện rõ hơn. Đây cũng là một cái nghiên cứu pha ba ngẫu nhiên để mà so sánh giữa cái bộ đôi mà chúng ta đang quan tâm ở vinorelbine và platinum so với lại các phác đồ hóa trị trước đó mà chúng ta thấy được đó là gemcitabine và carboplatin, thì gần như là các cái đường biểu diễn về BFS và OS đó, thì gần như là nó chồng vào nhau. Như vậy đó, thì chúng ta quan tâm đến hiệu quả thì chúng ta thấy hiệu quả của các phác đồ bộ đôi có vinorelbine so với các cá nhân hóa trị khác thì gần như nhau, nhưng còn độc tính thì như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy được là độc tính ở cái phân nhóm mà sử dụng vinorelbine đó thì nó giảm chủ yếu tác dụng phụ hay gặp đó là hạ bạch cầu và những cái tác dụng phụ khác như là hạ tiểu cầu hoặc là thiếu máu thì nó thấp hơn hẳn so với cái nhóm sử dụng gemcitabine và carboplatin, và nó sẽ dẫn đến cái việc là bệnh nhân sẽ giảm cái việc mà phải nhập viện để mà truyền máu hoặc là giảm tiền tiểu cầu, thì nó tạo thuận lợi hơn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Như vậy thì vinorelbine carboplatin cũng có thể là một cái lựa chọn điều trị mà có thể cân nhắc về nhờ cái hiệu quả và cái độ an toàn mà nó đạt được. Như vậy thì qua những cái nghiên cứu mà chúng ta vừa nhìn qua thì chúng ta có thể thấy được cái lựa chọn điều trị cho ca lâm sàng này, thì cái vấn đề chính của bệnh nhân đó là bệnh nhân không có khả năng để mà sử dụng miễn dịch, là cái mà chúng ta thấy được nó có cải thiện rất là rõ rệt về cả BFS và OS so với cái hóa trị. Và một điều bệnh nhân quan tâm nữa là bệnh nhân hoàn toàn bệnh nhân không muốn được truyền hóa chất mà chỉ hy vọng là được điều trị đường uống. Như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị như thế nào cho ca này, chỉ không điều trị gì nữa hay là tìm một biện pháp nào đó cho bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái nghiên cứu. Đây là một nghiên cứu đa trung tâm ngẫu nhiên, và bệnh nhân sẽ được so sánh giữa cái việc mà dùng vinorelbine hay là bệnh nhân chỉ chăm sóc giảm nhẹ, và cái mà chúng ta quan tâm ở đây là cái chất lượng cuộc sống, và cũng như một cái số cái tiêu chí phụ khác như là tỷ lệ đáp ứng và sống còn. Thì chúng ta có thể thấy được là so với cái việc mà chỉ chăm sóc giảm nhẹ thì cái việc mà sử dụng vinorelbine nó có thể cho bệnh nhân cải thiện về cái tỷ lệ đáp ứng so với không điều trị gì, thì đâu đó cái tỷ lệ đáp ứng của cái vinorelbine 20% thì nó cũng có cải thiện nó khoảng 6,5 tháng so với cái việc chỉ chăm sóc giảm nhẹ thì khoảng 4 tháng. Như vậy thì
hiệu quả như thế nào thì giữa cái việc mà đường uống và đường truyền, tại vì cái bệnh nhân quan tâm là cái là bệnh nhân chỉ muốn uống thôi, thì chúng ta có thể thấy được là vinorelbine dạng uống thì nó sẽ có ít tác dụng phụ hơn, và người ta thấy được là giữa cái vinorelbine đường uống và đường truyền thì gần như là hiệu quả nó tương tự như nhau, cả về cái OS, và đây là một cái so sánh giữa cái liều tương đương của cái vinorelbine đường uống so với đường tĩnh mạch, thì người ta thấy được là cái đồ cái dung nạp của nó như nhau, là có sự tương đương giữa cái liều ra vinorelbine đường truyền là 30 thì đường uống nó khoảng 80 mg, và ở cái liều 25 mg tim tĩnh mạch thì nó sẽ khoảng là 60 mg của đường uống. Đây là một cái phân nhóm nhỏ sử dụng vinorelbine viên đơn ở bệnh nhân cao tuổi, thì người ta thấy được là cái tỷ lệ kiểm soát bệnh nó lên đến 66%, và nó giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng lên đến 30%. Bệnh nhân sẽ có thể giảm các triệu chứng như là ho, đau ngực và khó thở. Và cái tác dụng phụ mà bệnh nhân gặp được thì cũng không quá nhiều. Cái tỷ lệ bệnh mà sốt giảm bạch cầu thì nó chỉ đâu đó khoảng 1,8%, cũng như là cái tác dụng phụ độ 3 thì không có quá nhiều. Như vậy thì cuối cùng thì sau khi thảo luận lại với bệnh nhân và những cái hiệu quả mà hy vọng được là sẽ khá hơn so với cái việc chỉ chăm sóc giảm nhẹ và được dùng thuốc uống như là bệnh nhân mong muốn, thì bệnh nhân đã được điều trị với vinorelbine đơn chất từ tháng 4 năm 2023. Thì về mặt lâm sàng đó là bệnh nhân giảm đau ngực và còn ho khan ít, nhưng mà không có quá nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng mà cần phải nhập viện. Thì sau khi điều trị bệnh thì bệnh nhân đã được chụp những cái phim để mà theo dõi cái hiệu quả của cái việc dùng vinorelbine như thế nào. Thì bệnh nhân đã được chụp CT vào thời điểm tháng 7 năm 2023, thì thấy được là tổn thương phổi thì nó có giảm kích thước xuống, nó còn đâu đó khoảng 3 cm, và tiếp tục theo dõi sau đó thì sau 2 tháng sau thì tổn thương ổn định ở cái kích thước khoảng 20 mm. Và đến thời điểm tháng 3 năm 2024 thì chụp lại thì thấy là tổn thương phổi và hạch thì nó tăng kích thước. Như vậy thì từ thời điểm tháng 4 năm 2023 đến thời điểm tháng 3 năm 2024 thì chúng ta thấy được là bệnh nhân cũng đã cải thiện được triệu chứng được khá quen trong vòng khoảng 1 năm. Như vậy thì hóa trị và miễn dịch thì đóng vai trò quan trọng trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, bất kể mức độ bộc lộ PD-L1. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà không có khả năng sử dụng miễn dịch cũng như là không muốn sử dụng hóa trị đường truyền thì vinorelbine uống có thể là một lựa chọn có thể cân nhắc ngay cả ở điều trị bước 1, để mà cả về độ an toàn và cái sự tiện lợi cho bệnh nhân. Xin cảm ơn sự lắng nghe của anh chị và các bạn. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng vừa trình bày một ca lâm sàng, qua đó giới thiệu một số các gọi là nghiên cứu, từ đó nói đến vai trò của một cái loại thuốc hóa trị đường uống, đó là vinorelbine, navelbine á. Thì cái bài đầu tiên thì chúng ta thấy rõ về vấn đề điều trị đa mục, trong đó nhấn mạnh về vai trò của cái các liệu pháp miễn dịch, liệu pháp nhóm đích phối hợp với hóa trị trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, kể cả giai đoạn sớm và giai đoạn tiến xa. Thì bài thứ hai thì chúng ta lại thấy riêng về lĩnh vực hóa trị đó, thì một loại thuốc đường uống tiện lợi, ít nhất tác dụng phụ là vinorelbine, có thể tương đương khi phối hợp với cisplatin, tương đương với lại các cái phối hợp khác như gentamicin hoặc là cái methotrexate. Xin lỗi, cái gì ta, bemetrexat phối hợp với là cisplatin thì có tác dụng tương đương với nhau, và đặc biệt là tác dụng phụ ít, thậm chí là khi sử dụng đơn chất cũng có vai trò. Đây là một cái điều may mắn cho người bệnh, những người bệnh mà đặc biệt là không có thích hợp để mà điều trị bằng đường truyền hoặc là cái thể trạng yếu quá. Thì tiếp theo sau đây là phần thảo luận, thì rất trân trọng kính mời các đồng nghiệp trực tiếp trong hội trường này cũng như đang trực tuyến có thể đặt câu hỏi cho các báo cáo viên. Đầu tiên thì ưu tiên cho các anh chị các bạn ở trong hội trường này, các học viên nào đi đang đi khoa nội hay khoa nội của khoa phổi không ạ? Các bạn có thắc mắc, có câu hỏi nào
dành cho bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi không? Rồi, như vậy thì chắc tôi cũng phải hỏi trước. Thì xin phép hỏi hỏi hai báo cáo viên, bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi, bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng. Thế thì trong bài báo cáo của bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng thì nói về vai trò của phenobarbital khi phối hợp với cisplatin trong điều trị ung thư phổi không thể bào nhỏ như tầng tuyến xa. Thế thì có công trình nào nói rõ hơn về cái phối hợp phác đồ quá trị phenobarbital và cái cisplatin phối hợp với lại thuốc nhắm thuốc và liệu pháp miễn dịch để điều trị ung thư phổi để làm tăng cái VFS hay là OS cho người bệnh không ạ? Mời tiến sĩ thì Nguyễn Tấn Khôi. Rất tiếc là trong giai đoạn 4 á, thì người ta sử dụng cái phác đồ phối hợp bằng những loại thuốc truyền, tại vì pinorenbin á, thì chúng ta thấy rằng là có một cái điều lạ mà mình thấy rằng là các nghiên cứu thường được tiến hành ở ở Mỹ thì rằng ra pinorenbin là thuốc thịnh hành ở châu Âu mà không có thịnh hành tại Mỹ, cho nên á, nó ít được thực hành hàng ngày ở Mỹ, nó rất là ít. Tôi nghĩ là có thể là do là pinorenbin là một loại thuốc không có được lưu hành ở Mỹ, cho nên ít có được lựa chọn trong những cái phối hợp mới. Bổ sung ý kiến gì về câu hỏi này không? Dạ thì theo em được biết hiện tại em cũng chưa có biết được cái nghiên cứu nào về phối hợp giữa vinorenbin platinum với lại miễn dịch . Ở thời điểm này thì em cũng chưa biết . Xin bổ sung thêm ra là tuy nhiên trong cái giai đoạn sớm á, thì chúng ta biết rằng mổ xong rồi á, điều trị miễn dịch, mổ xong rồi điều trị hóa trị, rồi gần đây á, mổ xong điều trị hóa trị rồi điều trị miễn dịch hoặc là điều trị bằng các thuốc nhắm trúng đích, thì người ta có làm cái nghiên cứu mà chia làm phân nhóm xem coi cái phác đồ nào hóa trị á, kết hợp với miễn dịch nó tốt nhất á. Thì hôm trước chúng tôi có trình bày rằng riêng cái phân nhóm mà điều trị mổ VNRBFT thì đạt kết quả tốt nhất nếu mà phối hợp sau đó là với miễn dịch, đó là trong giai đoạn sớm. Còn giai đoạn trễ thì chúng ta không có một nghiên cứu nào có phối hợp miễn dịch với lại các phác đồ của VNRBFT. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi. Tiếp theo có một câu hỏi từ các bạn đồng nghiệp. Xin mời câu hỏi ạ. Xong chưa? Bạn đồng nghiệp có hỏi rằng là trong bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4, loại carcinoma tuyến thì hóa trị phác đồ paclitaxel phối hợp với carboplatin 4 chu kỳ, sau đó phối hợp với lại bevacizumab, sau đó duy trì bằng bevacizumab 18 chu kỳ. Đây là câu hỏi thực tế. Hiện bệnh nhân ổn định vì điều kiện kinh tế, không duy trì tiếp bevacizumab thì có thể đổi theo duy trì bằng cái venetoclax được không ạ? Xin mời bác sĩ Nguyễn Đức Khoa trước. Cái kiểu mà điều trị duy trì nó có hai cái duy trì là gọi là duy trì chuyển đổi và duy trì tiếp tục á, tức là nếu mà cái phác đồ ban đầu á, thấy hiệu quả thì chúng ta giữ lại một trong những cái thuốc trong phác đồ ban đầu để duy trì. Trong trường hợp này á, là paclitaxel, carboplatin, bevacizumab thấy hiệu quả rồi thì người ta giữ là bevacizumab để duy trì. Còn nếu đó là duy trì liên tục, tức là những cái thuốc mà điều trị ban đầu nó liên tục, còn bây giờ các cách mà bạn đề nghị đó là duy trì chuyển đổi thì là thông thường á, thì cái duy trì chuyển đổi ngày xưa được đề nghị nhưng mà hiện nay á, thì hầu như là không có được chấp nhận trong trong cái đề nghị mà điều trị duy trì, cho nên các cách mà chúng ta điều trị ban đầu á, bằng ba loại thuốc paclitaxel, carboplatin, bevacizumab. Cho nên bây giờ thì bệnh nhân không có đủ tiền để điều trị bevacizumab thì thay bevacizumab, thì chưa theo tôi thấy là không có một nghiên cứu nào ủng hộ cái đó, về mặt lý luận á, cũng không thấy hay. Và chúng ta để dành cái bevacizumab đó để cho khi nào mà bệnh nhân á, bị tiến triển, tức là kháng thuốc rồi á, thì chúng ta mới điều trị bevacizumab vô thử. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tấn Khoa. Vì theo bác sĩ Nguyễn Tấn Khoa, trường hợp này, cụ thể trường hợp này đã điều trị duy trì vòng 18 chu kỳ bevacizumab rồi,
Nhưng bây giờ vì điều kiện kinh tế không tiếp tục nữa thì thôi thà ngưng luôn. Thà ngưng Đúng rồi, luôn. đúng, thả ngưng luôn. Rồi nếu mà tái phát thì mình sẽ tính tiếp, Đúng đúng rồi, không? Rồi, xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi tiếp ạ. Bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng hả? Có ý kiến gì, có hỏi thêm gì không? Hội trường mình có ai hỏi không mấy bạn? Mấy bạn tích cực lên. Hỏi câu hỏi từ đơn giản tới phức tạp, đừng sợ sai nha. Khi chúng ta hỏi chúng ta mới biết là chúng ta hiểu như thế nào. Có bác sĩ chuyên khoa 1 ở đây không ạ? À? Học viên chuyên khoa 1 Trinh. Có học viên chuyên khoa 1 ở đây không? Có ai đang đi nội 2? Bác sĩ khoa 2 đi nội 2. Thôi, giờ hỏi bác sĩ nội 2 đi. Phương có câu hỏi nào không? Mời mời bác Nga. Em nói micro để mọi người nghe. Em giới thiệu tên trước nha. Dạ, em là bác sĩ Nga, đang đang làm đề tài ở khoa nội phụ khoa phổi. Dạ, học viên bác sĩ nội trú. Rồi mời bác sĩ Nga. Dạ, em muốn hỏi bác sĩ Phượng về vấn đề mà mình sử dụng bilirubin metronomic đó. Thì mình sẽ sử dụng tới khi nào đó? Thì cái việc đó nó có cái việc mà sử dụng nó, cái tác dụng phụ rồi nó có ngang ngửa với việc mình sử dụng bình thường nhân trong ví dụ của bác sĩ Phượng hay không ạ? À? Em xin cảm ơn. Mời bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng. Dạ thì theo anh được biết đó, thì đối với cái sử dụng vinorelbine metronomic đó, thì nó có một cái nghiên cứu mà người ta cho sử dụng với cái liều là 50 mg trên mét vuông và sẽ sử dụng cách ngày ở ngày 1, ngày 3, ngày 5. Và đối với bệnh nhân ung thư phổi mà giai đoạn tiến xa di căn đó, thì bệnh nhân sẽ được sử dụng cho đến khi mà độc tính không dung nạp được hoặc là thấy là cái việc điều trị đó nó không còn hiệu quả nữa. Thì so với cái việc mà sử dụng ngày 1, ngày 8 thì cái việc sử dụng metronomic cách ngày á, thì người ta thấy là hiệu quả nó tương tự nhưng mà nó được theo cái là nó sẽ giảm tác dụng phụ xuống, ít tác dụng phụ hơn. Và một cái vấn đề của việc sử dụng vinorelbine metronomic là chúng ta thấy nó có hiệu quả và nó có giảm độc tính, nhưng mà cái vấn đề là bảo hiểm y tế thì hiện tại ở thời điểm này thì chưa có, theo được biết là chưa có chi trả cho cái việc sử dụng theo metronomic à. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng. Các anh chị có câu hỏi gì thêm mà? Trong thời gian chờ đợi câu hỏi thì nên nói thêm về metronomic á. Thường vô hóa trị thì sẽ có khoảng cách là 3 tuần một lần, gọi là chu kỳ. Lý do là 3 tuần một lần á, là vì sau khi vô hóa chất á, thì cái chuyện giảm bạch cầu nó thường là nó rơi vào cái thời điểm mà giảm bạch cầu nhiều nhất là vào 2 tuần, cho nên người ta chờ đợi 3 tuần mới hồi phục, mới mới điều trị. Metronomic á, là một cái lối làm mà ngày xưa chúng tôi cũng hay làm, mà với mục đích mà khác hẳn, tức là mình giảm liều và mình rải đều trong nhiều ngày thay vì mình tập trung trong một ngày. Tuy nhiên gần đây á, thì người ta thấy rằng là dùng mà rải đều, chia nhỏ liều, dùng hàng ngày, cắt ngày hoặc là hàng tuần á, nó có cái hay ở chỗ là ngoài cái cơ chế diệt bào theo cái kiểu mà tế bào nào phân chia nhanh á, thì sẽ bị diệt, nó còn một cái cơ chế là nó chống sinh mặt. Thứ hai là nó huy động được tế bào miễn dịch, không biết tại sao, về sâu xa thì không biết tại sao, nhưng mà mỗi lần mà mình dùng cái kiểu mà metronomic thì y như rằng là cái sự thu hút các bạch cầu vào trong khối bướu nó nhiều hơn. Thứ hai là nó ức chế sinh mặt nó nhiều hơn, cho nên trong thực tế thì chúng tôi đã từng chứng kiến những chuyện metronomic nó kỳ diệu như thế này. Ví dụ như bệnh nhân điều trị ung thư buồng trứng á, chúng tôi vẫn điều trị paclitaxel mỗi 3 tuần, nhưng mà đến khi kháng thuốc á, thì chúng tôi bắt đầu sử dụng paclitaxel theo kiểu hàng tuần thì thấy nó lại đáp ứng lại. Còn nếu mà dùng theo kiểu 3 tuần một ngày á, thì không có đáp ứng. Lý do là vì không phải là đơn thuần là diệt bào, mà nó thêm hai cái cơ chế là tăng cường sự miễn dịch, thứ hai là ức chế sự sinh mặt trong khối bướu. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi. Thì cũng hỏi tiếp với bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng, tại sao mình điều trị theo kiểu metronomic đó mà bảo hiểm y tế không chi trả? Không chi trả do cái kiểu điều trị mình hay chi trả, không chi trả do thuốc?
Dạ, thì theo được biết là vinorelbine nó được chi trả cho bảo hiểm y tế cho điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, nhưng mà khi hỏi lại cái này chắc phải hỏi lại bên công ty, thì em hỏi bên công ty là cái sử dụng metronomic thì có được hay không, thì công ty nói hiện tại chỉ chi trả cho vú còn phổi thì chưa. Cái phác đồ đó phải không, phác đồ phải không, thì nhưng mà mình có đưa vô phác đồ của bệnh viện về cái kiểu metronomic cho. Phác đồ trong bệnh viện thì có từ lâu rồi. Thật ra thì cái này gọi là cái schedule đó, tức là thời khóa biểu dùng á, thì hầu như bảo hiểm y tế không can thiệp đó, tại vì mình có thể kéo giãn cái chu kỳ nó dài hơn hoặc là ngắn hơn á, là tùy theo cái phán quyết của bác sĩ. Chỉ có cái là mình không có được đưa những thuốc nào bảo hiểm y tế nó chưa duyệt, nhưng mà khi duyệt rồi á thì cái việc gia giảm liều lượng á thì trong chừng mực cho phép á, thì làm có hoàn toàn có thể được. Nếu như mình không muốn dùng 3 tuần thì mình dùng hàng tuần, mà cái liều lượng nó xê xích nhau trong cho phép thì cũng được. Rồi, như vậy thì cũng rõ ha, thì do vấn đề cái thuốc chứ không phải phác đồ. Và phác đồ này thường thường bên Bộ Y tế cập nhật cũng tốt lắm các anh chị, cũng từ các bên đơn vị đưa lên thôi, đặc biệt là các bệnh viện ở phía Bắc gần Bộ Y tế hơn, người ta cũng cập nhật nhanh lắm. Và thứ hai nữa là ở đó bệnh viện ông muốn, ta cũng sẵn sàng cập nhật để góp ý với sở Bộ Y tế. Nếu cái thuốc đó được bảo hiểm chi trả, chỉ có vấn đề phác đồ thay đổi, thì mình mạnh dạn cập nhật trên cơ sở là có sự approve của các cái tổ chức thế giới. Các bạn nào có câu hỏi thêm không ạ? Chúng ta còn 25 phút nữa, kết thúc hơi sớm. Thì cũng mong rằng mình còn có hỏi trước khi có câu hỏi lên đó, thì cũng nhắc các bạn học viên nói chung, khi chúng ta tham dự hội thảo thì chúng ta chuẩn bị hành trang là những câu hỏi khi tham gia các sinh hoạt chuyên đề. Vì chúng ta cứ mạnh dạn hỏi, khi chúng ta hỏi thì chúng ta có đầu tư, có nghiên cứu trước vấn đề, và nhiều khi chúng ta hỏi mới vỡ lẽ ra nhiều cái vấn đề chúng ta tưởng là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà câu chuyện nó lại khác. Và thứ ba nữa là khi hỏi thì mới làm cho cái sinh hoạt chuyên đề của chúng ta nó sống động, nó tích cực và nó hấp dẫn. Rồi, câu hỏi này dành cho bác sĩ Võ Thị Ngọc Phượng. Bạn hỏi rằng là vinorelbine có chỉ định cho ung thư phổi tế bào nhỏ, vậy mình được bảo hiểm chi trả như không này? Bác Phượng biết mình chắc là còn biết gì không, Như Thành có đây không? Bác sĩ Như Thành không có đây hả? Chắc mời bên chợ Nguyệt, Nguyệt có thông tin gì cho các đồng nghiệp biết. Mời Nguyệt, Nguyệt bên BIA Pháp. Cái này nó hơi chi tiết ấy, tôi cũng không rành là vinorelbine, phải mở tài liệu coi mới biết là có được chi trả hay không. Ban lãnh đạo, ban giám đốc bệnh viện ung bướu cùng các quý anh chị đã tạo điều kiện cho BIA Pháp được đồng hành với quý anh chị trong các buổi báo cáo khoa học ạ. Em xin phép được trả lời câu hỏi là vinorelbine có chỉ định trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, vậy được bảo hiểm y tế chi trả không? Vinorelbine là hoạt chất và cái tên biệt dược là navenbin. Thì hiện nay navenbin có hai hàm lượng ở bệnh viện ung bướu chúng ta, đó là navenbin 20 mg và 30 mg. Trong BI có sản phẩm thì navenbin có chỉ định là điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư vú di căn, và cái navenbin này được bảo hiểm chi trả là từ 80% tới 100% tùy theo cách thẻ của bệnh nhân. Em xin phép được nói lại, cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn dược sĩ Nguyệt. Cũng xin thông tin thêm với các đồng nghiệp. Bệnh viện ung bướu là một trong đơn vị mà sử dụng thuốc hóa trị ung thư cũng thuộc loại là nhiều nhất cả nước. Và chúng tôi trong đầu năm rồi thì đầu năm nay chứ, thì chúng tôi đã có kiến nghị Bộ Y tế, khi mà họ chuẩn bị họ ban hành lại cái danh mục thuốc bảo hiểm y tế, thì chúng tôi có mạnh dạn là kiến nghị là tất cả thuốc ung thư đang điều trị cho bệnh nhân đó đều được bảo hiểm chi trả với một cái tỷ lệ nhất định, thường là trên 50%. Tuy nhiên thì đứng về phía nhà nước thì họ cũng phải cân nhắc về cái quỹ bảo hiểm y tế, để người ta sẽ ra cái danh mục. Hy vọng trong danh mục mới về thuốc bảo hiểm y tế thì có thêm những cái thuốc
giúp cho người bệnh chúng ta có thể tiếp cận được tốt hơn, giảm chi phí điều trị cho người ta. Xin mời câu hỏi tiếp ạ. Đó, mấy bạn cứ hỏi những câu hỏi này thì nó cũng hay. Để mình biết là mình tự tin khi mình cho thuốc Vinorabin đã được bảo hiểm chi trả rồi. Mà tỷ lệ khá cao á. Bác sĩ Tuấn Khôi có ý kiến gì thêm không? Tại vì cái câu hỏi này là ung thư phổi tế bào nhỏ, không biết Chắc là viết nhầm à? cái viết nằm, Không, cho tế bào nên nhỏ. còn tế bào nhỏ thì không có. Bây giờ gợi ý cho mấy mấy em sinh viên mai mốt mà đi đi thực dự hội thảo, mình có thể hỏi được những câu hỏi mà người ta cho phép được, tại vì mình là một tờ giấy trắng chưa biết gì hết, cho nên mình được quyền hỏi lung tung á. Ví dụ như là giờ em hỏi, ngứa miệng hỏi bác sĩ Ngọc Phượng câu là cái cơ chế vinorelbine là như Đúng thế rồi, nào mà tại đúng sao rồi. diệt được tế bào ung thư, rất là đơn giản, dĩ nhiên là đúng không, gợi ý em hỏi cứ là em được quyền hỏi đủ thứ á, tại vì không ai chắc em là tại sao mà em hỏi gì mà dở này, đúng không, đâu có biết thế nào mà em biết hết. Giờ thí dụ câu hỏi đó, những câu hỏi tương tự em ngồi động não coi coi có hỏi hỏi được cái gì, cái ưu thế của mình á là mình được hỏi đủ thứ chuyện á. Chứ còn mấy bác sĩ mà lớn lớn mà hỏi coi chừng hỏi mà cơ bản quá thì bị người ta cười bảo là giờ này còn hỏi mấy cái đó. À, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tuấn Khôi đã giúp gợi các em. Thì không riêng các em sinh viên, kể học viên, mình không biết hết được đâu. Nhất là chuyên ngành ung thư nó phức tạp, nó mênh mông lắm. Thành ra cứ mạnh dạn hỏi. Và chúng tôi đứng về phía góc độ điều hành, thì tôi rất chào đón các câu hỏi. Dù câu hỏi đơn giản, câu hỏi gì chúng tôi cũng chấp nhận cả. Và như vậy thì mình cố gắng thêm câu hỏi ha. Thì cũng nhân tiện bác sĩ Nguyễn Đức Khôi nhắc về cái cơ chế hoạt động của vinorelbine trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, thì cũng xin phép thay mặt các bạn sinh viên hỏi bác sĩ Khôi câu đó. Xin mời bác sĩ Khôi. Dạ, nhà bác sĩ Diệp Bảo Tuấn gợi ý bây giờ hỏi, nói tổng quát là một cái câu hỏi khó nhất mà hỏi mà một bác sĩ cũng có thể bị lúng túng, tức là cái cơ chế của hóa trị là gì á, thì chúng ta trả lời bằng cách tổng quát chứ đừng có đi đi sâu nó lại rất là khó khăn. Thứ nhất là cơ chế của hóa trị á là dựa trên sự khác biệt của tế bào ung thư và tế bào bình thường, ở chỗ tế bào ung thư sinh sản rất là nhanh, sinh sản cái nhân còn học lớp 12 đó, đó là nguyên phân, tức là một cái tế bào cắt ra làm hai tế bào. Như vậy thì rõ ràng là hóa trị là một cái thuốc mà ức chế sự nguyên phân của tế bào. Vì tế bào ung thư nguyên phân quá nhanh cho nên bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên trong cơ thể thì có những cái tế bào nào phân chia nhanh giống như tế bào ung thư, các bạn biết không? Đó là tế bào tủy xương, tại vì nó sinh ra máu mà. Cho nên nó phân chia rất là nhanh, cho mỗi lần mình điều trị bằng hóa trị á, thì bác sĩ hóa trị sợ nhất là bị suy tủy, tức là giảm mặt cầu, giảm tiểu cầu. Thứ hai là nếu mà nó nói đó, ức chế những tế bào nguyên phân á, thì chúng ta ức chế vào cái chỗ nào của nguyên phân, thì chúng ta biết nguyên phân, mỗi lần nguyên phân á, thì làm gì? DNA phải nhân đôi. Nhân đôi xong rồi á, rồi cái thứ hai nữa là chúng ta thấy có sự tập trung của các nhiễm sắc thể trên mặt phẳng xích đạo, sau đó các cái soi phân bào đó, nó kéo chia đôi ra hai nhóm nhiễm sắc thể về hai cực tế bào, thì lúc đó mới thắt. Như vậy thì cơ chế của hóa trị nó gồm có hai cơ chế lớn, một đó là làm sao cản trở sự nhân đôi của DNA, đó là một cái nhánh lớn gồm có đủ loại thuốc, đa số là tập trung vào cái chuyện mà nhân đôi của DNA nó phá rối cái sự nhân đôi bình thường của DNA. Còn một cái nhánh còn lại á, là làm sao cho ảnh hưởng đến cái thoi phân bào á. Thoi phân bào lúc đó kéo nhiều sắc thể về hai cực tế bào á, thì vinorelbine là một cái loại thuốc ảnh hưởng đến cái sự và hoạt động của thoi phân bào. Chúng ta tưởng tượng coi thoi phân bào mà cứng đờ lên thì cái tế bào khi phân chia á, sẽ biến thành hai cái tế bào mà được phân chia không đồng đều về mặt nhiễm sắc thể á, thì hai tế bào đó sẽ chết. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng khi mà nhân đôi một cái tế bào là 2N nhiễm sắc thể có thể nhân đôi lên 4N, sau đó cái tế bào đó phải cắt đôi ra làm hai tế bào con, nhưng mà vì cái thoi phân bào nó đờ ra
cho nên các nhiễm sắc thể vẫn đứng y nguyên trên mặt phẳng sức đạo. Thì lúc phân đôi ra rất có thể một bên á, là có bốn em là nhiễm sắc thể, một bên tế bào là không có nhiễm sắc thể nào, cho nên nó mỗi lần mà dân đôi mà không có thoa phân bào phân chia thì là xem như là tự sát, nhân đôi là tự sát. Đó là cái cơ chế của winorembin, tức là nó ức chế cái sự hoạt động bình thường của thoa phân bào. Đáng lẽ thoa phân bào phải co lại kéo nhiễm sắc thể về hai cực tế bào, đằng này nó không kéo, nó đờ ra, cho nên khi chia đôi tế bào thì nhiễm sắc thể được chia đôi không đồng đều, cho nên hai tế bào con nó sẽ chết. Đó là cái cơ chế của winorembin, nằm trong một nhánh lớn tức là ức chế thoa phân bào, còn một nhánh còn lại á, là phá rối sự nhân đôi bình thường của DNA, là một phân nhóm còn lại rất là nhiều thuốc. Rất dễ hiểu các bạn ha. Thì cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tấn Khoa nhiều. Tôi vẫn thích nghe bác sĩ Nguyễn Tấn Khoa trình bày cũng như trả lời, vì bác sĩ Nguyễn Tấn Khoa có cái việc tài làm đơn giản quá những vấn đề phức tạp. Thành ra thì rất là người nghe rất là dễ nắm bắt. Chắc không còn câu hỏi nào không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc cái hội thảo ngày hôm nay. Thì kính thưa các đồng nghiệp, chúng ta vừa hoàn thành xong cái chương trình sinh hoạt chuyên đề sáng nay với chủ đề là điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn. Thì cái hội thảo chúng ta có hai bài báo cáo. Bài đầu tiên là điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn do bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi trình bày. Thì trong bài này thì bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi đã nêu lên rõ vai trò của điều trị đa mô thức trong điều trị ung thư nói chung. Trong đó thì mỗi một mô thức phẫu thuật, xạ trị hoặc điều trị nội khoa ung thư đều có những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm. Nguyên tắc là lấy ưu điểm của cái phương thức này để bù cho khuyết điểm của phương thức khác. Và thứ hai nữa là vai trò của điều trị nội khoa, đặc biệt là hóa trị phối hợp với lại các liệu pháp miễn dịch, liệu pháp nhắm đích, trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ kể cả giai đoạn sớm và giai đoạn muộn đều có vai trò và đều kéo dài cái BFS cũng như là OFS. Bài thứ hai chúng ta được nghe là báo cáo một ca lâm sàng và điều trị đa mô thức với quá trị đường uống trong ung thư phổi không tế bào nhỏ do bác sĩ Võ Thị Ngọc Phường, khoa nội bú nội khoa phổi ở trình bày. Thì bài này thì nhấn mạnh về cái vai trò của navenbin với tên dược là winorembin, thì khi phối hợp với cisplatin có tác dụng thì có hiệu quả tương đương với lại cái sự phối hợp của các hóa trị khác đối với cisplatin, và đặc biệt đường uống thì nó có lợi điểm là tác dụng phụ ít và tiện dụng khi sử dụng, đặc biệt là có thể sử dụng đơn chất, nó cũng có một cái lợi nhất định cho những người mà không sức khỏe yếu quá không có thể sử dụng đường truyền được. Thì về phần thảo luận thì chúng ta có 5 câu hỏi thì cũng nêu lên một số vấn đề và cũng được giải đáp. Thì có một cái gợi ý thì những lần sau thì các bạn sẽ hỏi nhiều hơn để chúng ta cùng nhau để làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà đề cập trong cái buổi ngày hôm nay. Để kết thúc thì chúng tôi hết sức cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi, bác sĩ Võ Nghiệp Thị Ngọc Phượng đã nhận lời báo cáo và có những chia sẻ về mặt kiến thức cũng như kinh nghiệm giúp cho các đồng nghiệp chúng ta, các bạn đồng nghiệp trẻ cũng như các bạn sinh viên có thêm kiến thức qua buổi này. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Huy Thịnh đã điều phối cùng với chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn công ty Bia Pháp đã hỗ trợ bệnh viện để tổ chức buổi sinh hoạt này. Cảm ơn ban tổ chức ha, các bạn phòng chỉ đầu tuyến của bệnh viện đã tổ chức rất là tốt. Xin chúc các bạn một buổi trưa nghỉ ngơi và tiếp tục buổi chiều làm việc hiệu quả. Chúng ta coi như đây là một bữa ăn trưa tinh thần. Tiếp theo chúng ta sẽ có bữa ăn trưa vật chất. Mọi người đều ăn ngon miệng ha. Xin cảm ơn. Cảm ơn. À, em coi trình em không.